Ok, ở cái bài 10 ấy thì chúng ta sẽ tóm tắt lại cái đề bài bài 10 như sau. Người ta cấp cho mình một cái đây, người ta cấp cho mình một cái gọi là cái quảng trường, cái sân quảng trường có chiều chiều rộng, mình quy định chiều rộng nó là n đi và chiều dài nó là m nhé. Rồi, ok, được chưa? Chiều rộng rồi. Và người ta cho mình một số, tức là mình sẽ nhập vào cái m và n, mình cũng là mình nhập vào cái nữa, mình nhập là kích cỡ của viên gạch lát để lát phủ kín cái sân này, là kích cỡ là a nhân a. Đây, hình vuông này có kích cỡ là a nhé, a đây đó. Thì cái yêu cầu bài toán của người ta là đặt cái số viên gạch này vào đây sao cho nó phủ kín và có thể dư ra được bên ngoài, ví dụ như hình này đây, ví dụ như hình những viên gạch này là nó sẽ phủ kín ở bên ngoài đấy. Thì yêu cầu bài toán nó là thế, người ta hỏi là nhập m và n và cái số a và kích cỡ a, hỏi cần bao nhiêu cái viên gạch a để có thể phủ kín cả thừa được nhá, thừa ra mẹ được nhá, phủ kín cái bề mặt cái sân này đấy. Thì cái bài này thì mình sẽ làm, cái hướng của mình sẽ là như sau, tức là mình sẽ ở đây sẽ là chia ra là bốn trường hợp nhé. Cái trường hợp thứ nhất là cái a này này, cái m, tức là hai cái cạnh này, hai cạnh m và n này, chiều dài và chiều rộng này, nó đều chia hết cho a, tức là sao, chia hết tức là nó sẽ phủ kín, chia hết tức là cái thằng a này này nó sẽ lát lát vừa khít cái sân, tức là vừa khít cái sân đấy. Đấy thì cái trường hợp này là không nói rồi, thì mình nhập vào bao nhiêu này, mình nhập m bằng bao nhiêu, n bằng bao nhiêu, thì mình lấy m chia cho a được bao nhiêu, n chia cho a được bao nhiêu, thì mình lấy hai cái kết quả để nhân với nhau là ra được số gạch. Trường hợp này không nói nhé, trường hợp này trường hợp một coi như là xong nhé. Thì đến cái trường hợp 2 thì sao, cái trường hợp 2 nó sẽ là m chia hết cho a, tức là cái chiều rộng này này nó sẽ đủ chia hết cho a, tức là số gạch này này nó xếp xếp dọc này đấy, tức là khoảng cách này chia cho a mà sẽ là khoảng cách này này. Và cái trường hợp 2 là n không chia hết cho a, thì mình lấy ví dụ như là thằng đây, mình lấy ví dụ đây, lấy ví dụ trường hợp này, cái thằng m bằng, giả sử cho m bằng 4 nhé và n bằng 5, a bằng 2 đúng không, m bằng 4 n bằng 10, 12 đi, 10 đi, 11 đi. Ok, n bằng 4 này, m bằng 11 này và a bằng 2 nhé. Thì đây nhìn như cái hình này này, thì m chia cho n có phải là được 2 không, được 2 ô này, mình sẽ xếp dọc này. Và cái n thì sao, bắt đầu lại lấy n chia cho a này, tức là 11 chia cho 2 được 5,5 đúng không, được 5,5 đúng không. Nhưng mà cái phép chia này, cái phép chia n chia cho a này này, đây là tính trường hợp m chia hết cho a, tức là nếu m phần trăm a bằng bằng 0 và n phần trăm a khác 0 đấy, thì sao, thì mình sẽ có cái biểu thức này, thì mình sẽ có cái biểu thức tính số gạch, nó sẽ bằng, mình giả sử mình gọi thêm hai cái biến là in k và n đi, k và h đi, in h nha. Đấy thì mình sẽ gán ở đây là cái k thì bằng số số lượng viên gạch xếp dọc và cái h là bằng số lượng viên gạch xếp ngang nhé. Đấy thì cái k, thì nếu mà m phần trăm chia hết cho 2 thì bằng 0, tức là xếp vừa đủ ấy, thì mình sẽ có cái phép tính là m k bằng m trên cho 2 đấy. Thì còn thằng h thì sao, h thì nếu mà chia chia hai mà nó dư ấy, thì tức là nó sẽ bằng, trong trường hợp này là n chia cho a này, thì phép chia này thì nó sẽ làm tròn xuống đúng không, tức là 11 chia cho 2 thì bằng 5,5 đúng không. Ở đây cái này lấy là 9 đi, lấy là 9 đi, 9 cho nó phù hợp với cái bài này, 9 lấy 6 7 8 8 chia 2 7. Trường hợp này sẽ là
có kích cỡ là 7 nhá, N4 là bằng 7. Đấy. N chia 2 là 7 chia cho 2, 7 chia cho 2 thì có phải bằng 3 đúng không? Bằng 3 này, nhưng mà trong trường hợp này này, mình lại phải thấy là cái này nó không, nó lại làm tròn xuống cơ. Và mình tức là nếu mà làm tròn xuống thì cái chỗ này nó vẫn thiếu này. Tức là đây, từ cái chỗ này rồi đi là thiếu gạch này, mình phải bù đắp thêm hai cái viên nữa. Viên nữa ở đây, kể cả nó thừa ra thì bài này vẫn cho mà. Thừa ra thì vẫn tính được một viên kể cả một xí thôi. Thì mình lại bằng đấy, h thì bằng bằng 3 đúng không? Thì mình sẽ ở đây là cộng thêm 1 nữa. Ở đây là cộng thêm 1 nữa. Đấy, chia ra. Đấy. Cái này thì bằng 3. Đấy bằng 3 này. Thì mình lại lấy h cộng thêm 1 là h. Đấy, bằng thì nếu mà nó làm thì hiện tại thì mình sẽ học pháp làm tròn lên thì mình sẽ gán bằng h bằng n trên a cộng 1 nhé, nó sẽ ra được viên gạch. Tương tự với trường hợp m không chia hết cho a và n chia hết cho a cũng vậy, và cả trường hợp m và n đều không chia hết cho a thì cũng như thế. Thì tổng quy lại thì cái số viên gạch nó sẽ bằng là k nhân cho h nhé, k nhân cho h đó, đó chính là vấn đề về cái bài toán này. Ok.